Rất là nhiều chị em bảo là Ngọc ơi, Ngọc tư vấn cho chị về cái kem ngày kem đêm của Laco đi. Thì mình nói là mua luôn mà dùng đi, việc gì phải tư vấn nữa. Bởi vì thực sự là hai cái em này nó quá là xuất sắc rồi. Đây là cái này là dưỡng ban đêm gọi là Ampou. Ampou thì khả năng dưỡng của nó thì gấp 10 lần so với cả serum. Mọi người có thể lên Google tìm hiểu về nó. Và trong thành phần của hai em này thì đều có DNA cá hồi. DNA cá hồi nó giúp tăng sinh collagen, giúp cho làn da của mình đàn hồi và căng bóng. Mọi người nhìn da Ngọc ngày xưa cực xấu, rất nhiều mụn cám ở cái vùng này, rồi là mụn mủ, mụn bọc ở khắp mặt, và đặc biệt là cái lỗ chân lông nó bị to. Thế nhưng mà gần đây á, thì da mình nó cải thiện hơn rất là nhiều. Mình không tự hào mình nói rằng da mình nó quá xuất sắc, nhưng mà so với bản thân mình trước kia ấy, thì nó đã xuất sắc hơn rất là nhiều rồi. Và xin thề là mình chỉ có chăm sóc da bằng các sản phẩm của Laco, từ làm sạch cho tới cái cặp đôi hoàn hảo này. Và mình rất là mê mẩn nó, nên là thực sự mình rất là muốn review cũng như là muốn tư vấn mọi người. Mọi người ơi hãy dùng nó đi vì nó thực sự tốt. Đó, thì cái thằng này là mình dùng ban đêm, dùng rất là đơn giản. Đây nhá, mình bơm 3 giọt lên trên da của mình, và mình thoa. Đó, mình thoa thì cái khả năng thẩm thấu của nó rất là nhanh. Các spa họ rất là ưa chuộng cái sản phẩm này, bởi vì là nó cung cấp cái độ ẩm này, và nó giúp cho làn da căng bóng xương xương như Hàn Quốc ấy. Làm mờ các chân nám, đặc biệt là sau khi mà Ngọc sinh em Nene xong ấy, là cái da của Ngọc nó mọc rất là nhiều những cái vết nám ở trên da, chân nám ở trên da. Là lúc ấy là Ngọc rất là lo sợ luôn, bởi vì chết rồi, đến tuổi lão hóa rồi, mình hoảng hồn, 30 hơn rồi mà, nên là hoảng lắm. Để xong rồi là mình dùng cái sản phẩm này, và bây giờ là mặt Ngọc các chân nám đã không còn nữa, và cái da ngày càng mướt hơn, bóng hơn. Rồi nhìn bây giờ gặp ở ngoài là mọi người chỉ muốn véo má thôi, bởi vì nhìn trông nó trẻ hơn ngày xưa rất là nhiều. Đó, và bên cạnh đó thì mọi người có thể dùng kem này ban vào ban ngày. Ban ngày thì nó có một cái hay là như này, cái chất kem của nó sánh như sữa chua ấy, nó không phải là cái dạng kiểu như là kem bết mà để lộ vân kem đâu. Khi mà mình bôi một lớp mỏng ra cái khuôn mặt của mình ấy, thì nó hay là nó sẽ làm sáng nhẹ cái làn da lên khoảng tầm 1 tông rưỡi, chứ nó không hẳn là nó sáng trắng cái làn da mà nó sáng hồng. Đây mọi người, Ngọc sẽ đánh lên tay cho mọi người so sánh nhá. Đây này, đây, thoa lên thì nó không hề, mọi người nhìn không ạ, nó không hề để lại một tí vân kem nào hết, và nó sẽ sáng nhẹ lên một chút. Đây 2 tông này mọi người nhìn không ạ, nó sẽ sáng nhẹ lên một tí. Thì với những cái người mà thích trang điểm nhẹ giống như Ngọc ấy, thì mọi người dùng cái này là coi như là không cần phải dùng lớp cushion hay là lớp phấn trang điểm nữa, là đi ra đường là tự tin rồi, đúng không ạ? Đó, nó sáng lên và nó không bị khô da. Nó có cái độ ẩm, nó tiệp vào cái làn da của mình, nó bong bóng và nó sương sương. Thứ hai nữa đó là nó sẽ giúp, nó vẫn có thành phần DNA cá hồi, nó giúp cho các cái chân nám cũng như là các cái vết nám của mình nó sẽ mờ dần theo thời gian. Và thứ ba đó là trong cái sản phẩm này nó có cái kem chống nắng, nên là nếu như mà mình không tiếp xúc quá lâu trực tiếp với ánh nắng mặt trời thì mình dùng cái sản phẩm này là thay được luôn cả kem chống nắng rồi, 3 trong 1 luôn, nên là rất là hoàn hảo. Mọi người bảo là Ngọc ơi, Ngọc tư vấn cho chị, thì mình cũng nói thật là bản thân mình dùng cái sản phẩm này mình rất là ưng ý, rất là hiệu quả, và cũng có rất nhiều người đã feedback về cái sản phẩm này rồi, nên là mình cứ tự tin nói với các chị em là ok, quất luôn một combo này đi, bao đẹp cho cái làn da của mình luôn, mà chưa thấy một ai chê được cái sản phẩm này luôn á. Nên là mọi người đầu tư ngay một bộ này để chăm sóc cho làn da của mình nhá.